Tại sao người xưa nói người tính không bằng trời tính? Trong kiếp nhân sinh này, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình. 8 câu chuyện rất ngắn sau có thể giúp bạn nhận ra lựa chọn nào là quý trong đời. 1. Chiếc đồng hồ ở đâu? Chiếc đồng hồ của người cha biến đâu mất, tìm không thấy, làm cha rất khó chịu. Lật khắp nơi cũng không tìm ra. Đợi người cha đi ra khỏi phòng, cậu con trai liền lặng lẽ vào phòng. Không lâu sau thì tìm thấy. Người cha hỏi, sao con tìm thấy vậy? Con trai trả lời, con chỉ ngồi yên lặng một chút, không lâu sau nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Chúng ta càng nôn nóng tìm kiếm, càng không tìm thấy thứ mà mình muốn. Chỉ có bình tâm mới có thể nghe thấy tiếng vọng trong tâm mình. 2. Khi nào thì được là chính mình? Khi cho đầy sữa vào một cái cốc thủy tinh, mọi người nói đây là cốc sữa. Khi cho đầy dầu vào đó, mọi người lại nói đây là một cốc dầu. Chỉ có khi cốc trống rỗng, mọi người mới nhìn nhận nó là cái cốc. Khi trong lòng chúng ta đong đầy học vấn, tiền tài, quyền lực, thành quả và định kiến, thì không phải là bản thân chúng ta thường có được tất cả, ngược lại dễ đánh mất đi chính bản thân mình. 3. Ai hạnh phúc? Có 2 con hổ, một con ở trong lồng sắt, một con ở ngoài thiên nhiên hoang dã. Cả 2 con hổ đều cho rằng hoàn cảnh sống của mình không tốt, nên đều ước ao ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận. Khi mới bắt đầu, cả 2 đều rất vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, cả 2 con hổ đều bị chết. Một con chết vì đói khát, một con chết vì u buồn. Có lúc, mọi người coi thường hạnh phúc bản thân mình đang có mà chỉ chăm chăm ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác. Kỳ thực, tất cả những điều bạn có thể chính là điều người khác đang ngưỡng mộ, chỉ là bạn không đủ trân trọng nó mà thôi. 4. Nhân quả không sai. Có một người lính bị quân địch truy sát bất ngờ nên tháo chạy vào một hang núi. Quân địch đuổi sát đằng sau, gần bắt được anh ta. Anh ta ở trong hang cầu nguyện để không bị quân địch phát hiện. Bỗng nhiên cánh tay bị đau như ai cắn. Hóa ra đó là một con nhện. Anh ta đang muốn giết con nhện đó. Bỗng nhiên trong tâm nảy sinh thương cảm, liền thả con nhện ra. Không ngờ con nhện bò ra cửa hang dệt một cái mạng nhện mới hoàn chỉnh. Quân địch truy sát tới cửa hang, nhìn thấy một cái mạng nhện che kín, đoán là trong động không có người, liền bỏ đi. Có nhiều khi giúp đỡ người khác cũng đồng thời là đang giúp đỡ chính mình. 5. Có bao nhiêu tiền thì mua được xe? Có một chàng trai đi mua xe, cần số tiền là 10.000 USD, nhưng chàng trai chỉ mang có 9.998 USD tiền mặt, thiếu mất 2 USD. Bỗng nhiên anh ta phát hiện ngoài cửa có một người ăn mày. Liền qua nói với người ăn mày, cầu xin anh cho tôi 2 USD, tôi muốn mua xe. Người ăn mày nghe xong, hào phóng đưa cho anh chàng 4 USD và nói, mua giúp tôi luôn một chiếc xe nhé. Nếu bạn hoàn thành tới hơn 90% nhiệm vụ, thì người khác có thể hỗ trợ giúp bạn thành công một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay. Ngược lại, nếu bạn không làm bất kể việc gì, thần tiên cũng không cứu được bạn. 6. Đun nước thế nào? Sư phụ hỏi, nếu con phải đun sôi một ấm nước, nhóm lửa đun được một nửa thì phát hiện không đủ củi, vậy thì con phải làm như thế nào? Có đệ tử nói vậy thì phải nhanh chóng đi tìm, có người nói đi mượn, có người nói đi mua. Sư phụ lại hỏi,
tại sao không đổ bớt nước trong ấm ra nhỉ? Vạn sự việc trên thế giới này không phải đều như ý, có thể xả bỏ thì mới có thể đắc được. 7. Người tính không bằng trời tính. Có một người thành phố, năm 1984, vì mong muốn xuất ngoại nên bán đi căn nhà tứ hợp viện với giá 300.000 tệ, rời quê hương đến Italia để đào vàng, dầm mưa dãi nắng, chịu bao vất vả, ban đêm thức học ngoại ngữ, bị cướp 7 lần, bị đánh 3 lần ở khu vực dân nghèo. Vất vả tiết kiệm, đến nay đã tóc điểm sương mai. 30 năm rồi, cuối cùng tiết kiệm được 1 triệu euro, khoảng 7 triệu 450 nhân dân tệ. Dự định về nước để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Vừa về nước, phát hiện ra căn nhà tứ hợp viện mà năm xưa bán đi, môi giới treo giá 80 triệu nhân dân tệ. Trong chớp mắt giật mình suy sụp. Có lẽ nhân sinh cả kiếp người ta hơn một nửa là bận rộn mù quáng. Có những lúc lựa chọn đúng còn quan trọng hơn sự chăm chỉ. 8. Bí quyết thuộc về 5% còn lại. Nước hoa trong các công ty mỹ phẩm, 95% đều là nước, chỉ có 5% là khác nhau. Đó là bí quyết của từng công ty. Con người cũng như vậy, 95% cơ bản là đều như nhau, sự khác biệt là tầm quan trọng đặc biệt trong 5% kia. Đó chính là những đặc biệt về phẩm chất tu dưỡng đạo đức của con người, những vui buồn, đau khổ và dục vọng của con người. Tinh dầu thơm của nước hoa phải chiết xuất 5 năm, 10 năm mới có thể cho vào làm thành nước hoa. Con người cũng như vậy, phải trải qua quá trình rèn luyện trưởng thành mới có sự thú vị, độc đáo, độc nhất vô nhị của bản thân. Cảnh giới cao nhất của bậc trí huệ nằm ở 9 điều này. Người trí huệ cần có cái nhìn rộng mở, tiến được cũng phải lui được, cương được cũng phải nhu được. Người trí huệ bề ngoài ngốc nghếch nhưng trong tâm lại tinh tường hơn bao giờ hết. 1. Lời nói của bậc trí huệ không nói cho đã miệng, không bình luận khuyết điểm của người khác. Trong cuộc sống hiện đại, những người gặp họa từ miệng, từ lời nói không phải ít. Nguyên nhân chủ yếu vì họ muốn khoe khoang, thể hiện bản thân, bình luận khuyết điểm của người khác, nói những lộng ngữ thị phi. Thông thường, họ là người bị oan uổng nhất. Lời nói rõ ràng không mang tâm địa xấu xa, nhưng vô tình bị lan truyền đồn thổi và thay đổi hẳn ý nghĩa vốn có. Từ đó khiến người khác oán hận. Do vậy, ngay từ đầu cẩn thận trong lời ăn tiếng nói sẽ giúp bạn tránh khỏi nhiều phiền phức rắc rối. Trong đối nhân xử thế hàng ngày, hãy luôn ghi nhớ và tự nhắc mình, họa từ miệng ra. 2. Sự chịu đựng của người trí huệ, biết cương biết nhu, lùi một bước để tiến ba bước. Một anh hùng thực sự là người có thể biết cương biết nhu một cách thích hợp. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, có lúc ta cảm thấy đắc ý, nở mày nở mặt khi làm được điều gì đó. Trái lại, cũng có lúc sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi khi chuyện không được như ý. Là bậc trí huệ thì thắng không kiêu, bại không nản, kiên định vững vàng, thua keo này bày keo khác. Biết nhẫn nhịn lúc này mới có thể trải nghiệm được hết đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống. Biết nhẫn khi thất bại mới có thể lùi một bước để tiến ba bước, mới có thể công thành viên mãn. Người tao nhã thực sự nhất định sẽ bao dung vạn vật, có tấm lòng rộng lượng. Người cao quý chân chính khi đối mặt với kẻ mạnh hơn sẽ không tự ti, không xiểm nịnh. Đối với người yếu hơn vẫn bình đẳng không coi thường. 3. Sự bao dung của bậc trí huệ. Dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng. Hồ đồ xét ra lại là một loại độ lượng khoan dung.
Đôi khi không nên quá cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo mà nên dùng thái độ dĩ hòa vi quý, khoan dung độ lượng với người khác. Nhìn vào ưu điểm của người khác để khoan dung độ lượng với họ. Thêm một người bạn là thêm một đường đi, thêm một lối thoát. Khi bạn bao dung với người khác, cũng chính là đang bao dung với chính mình. Hãy có tấm lòng bao dung rộng lượng như biển cả với tất cả mọi người. Người có lòng bao dung khi làm việc cũng dễ gặt hái được thành công hơn. Người đại trí sẽ không vì bản thân xuất chúng mà tỏ ra cao ngạo. Người đại thiện dù bị đối xử bất công vẫn độ lượng và khoan dung. Chỉ có ai trí tuệ nhỏ hẹp mới hùng hổ dọa người. Kẻ tiểu thiện mới tính toán chi ly. 4. Đối nhân xử thế làm người của bậc trí huệ, bề ngoài ngu ngốc, nội tâm tinh tường, tháo vát. Làm người không nên quá truy cầu sự hoàn mỹ, không nên đặt yêu cầu quá cao với người khác. Cũng đừng nên quá kỹ tính soi xét người khác. Hãy trở nên hồ đồ một chút, hãy để lại cho người khác một đường thoái lui. Đôi khi bỏ qua tiểu tiết chính là sự chiến thắng. Nên biết nhìn xa trông rộng, đừng chỉ bó buộc nhìn vào khuyết điểm của người khác. 5. Sự sinh tồn của bậc trí huệ, linh hoạt ứng phó, ung dung cẩn thận. Có một người nọ tới bái kiến hòa thượng trong chùa. Vì cổng chùa rất thấp, người kia không chú ý liền bị va đầu vào cửa. Vị hòa thượng nói với anh ta nên học cách cúi đầu. Thái độ đối nhân xử thế để làm người cũng vậy, luôn nên học cách biết cúi đầu. 6. Giao tiếp của bậc trí huệ, thành thạo hồ đồ, quảng giao kết bạn rộng rãi. Trong giao tiếp ngoài xã hội, đôi khi thật giả lẫn lộn, khó phân biệt đâu là hư, đâu là thực. Một người biết cách giao tiếp thành thạo, hồ đồ là người có thể kết bạn với bất kể ai. Thậm chí khi người khác xúc phạm mình, người đó vẫn thản nhiên mỉm cười đối diện với họ. Với bất kể việc gì đều cũng không quá quan trọng với họ. Quá đặt nặng mọi việc để tránh xảy ra xung đột cũng như gây bất hòa tranh chấp. 7. Cách giải quyết công việc của bậc trí huệ luôn tỏ ra yếu đuối và hồ đồ. Ngựa đôi khi còn bị mất móng, làm người không tránh khỏi có những lúc sẩy chân. Vì vậy khi xử lý công việc, cư xử với người khác, cứ sao không thể có chút bất cẩn được. Người trí huệ không quá coi trọng tiểu tuyết, đặt nặng vào thành công hay thất bại. Chỉ là giữ lấy một thái độ an hòa, một sự bình ổn trong tâm là được. Ngã nhẹ thì sẽ ít đau, và ngược lại, ngã mạnh thì đau nhiều. Càng đặt nặng điều gì thì càng dễ thương tổn vì điều đó hơn. Làm người nên một nửa thông minh, một nửa dại khờ. Hãy hướng ánh mắt thông minh về phía mình để nhìn rõ khuyết điểm và sai lầm của bản thân, một chút cũng không bỏ qua. Ngược lại, hãy dùng ánh mắt dại khờ để nhìn người khác, không thấy được đúng sai được mất của họ. Coi mình giống như đường tăng, không bao giờ nhìn thấy yêu tinh và người xấu. 8. Sự tu thân của bậc trí huệ luôn sống cởi mở triết lý, biết đủ sẽ được vui vẻ. Nhân sinh quan của những người này là biết sống cởi mở, biết đủ làm vui. Bởi họ có thể thông suốt thấu hiểu mọi điều, nên không lấy làm bất ngờ khi xảy ra mọi việc và luôn bình thản với mọi việc, mọi thứ xung quanh, luôn giữ cho thân tâm trạng thái ung dung, tự tại, vui vẻ. Cuộc sống cởi mở thoải mái cần có một trái tim bình thản. Bất kể việc gì cũng để tùy kỳ tự nhiên, không oán, không hận, không tính toán đúng sai. Mỉm cười khi hoa khai nở cũng như khi hoa tàn lụi. Lòng người dễ thay đổi, không cần đón ý hùa theo. Tình người dù ấm dù lạnh thế nào cũng chớ nên để ý quá. Thân ở trong vạn vật, tâm phải ở trên vạn vật.